chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để tự vẽ hình, chuyển từ hình chụp của các bạn thành tranh vẽ. Tranh vẽ của chúng ta sẽ theo phong cách hiện đại và tối giản, đang rất được yêu thích và ưa chuộng hiện giờ. Video hướng dẫn này mình dành cho những bạn mới bắt đầu, cũng không có năng khiếu vẽ vời gì mấy giống như mình, nhưng vẫn có thể tự vẽ được. Ứng dụng để thực hiện thì có rất nhiều sự lựa chọn. Thường thì mình sẽ dùng Illustrator, chuyên dùng để vẽ hình đồ họa. Tuy nhiên, nhiều bạn không quen dùng Illustrator lắm, nên mình sẽ hướng dẫn bằng Photoshop. Với những bạn không biết dùng hay không có Photoshop, thì mình sẽ có một phương án khác rất là thú vị và quen thuộc với các bạn, đó là PowerPoint. Bạn hãy xem qua thử. Đây là kết quả mình vẽ bằng Photoshop. Còn đây là kết quả mình vẽ bằng PowerPoint. Không biết bạn thích kết quả nào hơn? Thật ra bạn vẫn có thể tạo ra kết quả trong PowerPoint không khác gì nhiều với kết quả trong Photoshop, tùy vào độ chăm chút tỉ mỉ của bạn. Và cũng cần tùy là bạn quen thuộc với ứng dụng nào hơn. Với riêng mình thì mình vẽ bằng Photoshop nhanh hơn một chút xíu so với PowerPoint, nên mình sẽ bắt đầu hướng dẫn với Photoshop trước nha. Hãy yên tâm, cho dù bạn không biết dùng Photoshop từ trước thì vẫn có thể thực hiện được, chỉ cần làm theo các thao tác hướng dẫn của mình thôi. Nếu hình gốc mà bạn muốn vẽ có nền và bạn không muốn giữ lại nền của hình thì bạn có thể xóa nền bằng công cụ có sẵn của Photoshop. Nếu gặp khó khăn không biết dùng công cụ xóa nền của Photoshop thì bạn có thể dùng các công cụ tự động khác mà mình đã từng hướng dẫn nhé. Mở hình bạn muốn xử lý bằng Photoshop, nhấn phím tắt Ctrl Shift N để tạo một layer mới, đặt tên nó là layer hình vẽ. Bạn giảm opacity của hình gốc bên dưới, mục đích là tạm thời làm mờ hình đi để chúng ta dễ nhìn hơn khi đi viền nét mà thôi. Rồi giờ bạn sẽ có hai công cụ vẽ để lựa chọn. Một là dùng brush, hai là dùng pen tool. Thật ra rất nhiều người chuyên nghiệp thì sẽ thường là dùng pen tool thôi. Nhưng nếu bạn chưa học Photoshop cơ bản thì sẽ hơi mất thời gian để làm quen được với nó. Cho nên mình sẽ hướng dẫn vẽ bằng công cụ brush cọ vẽ trước nhé. Nếu bạn dùng luôn các thông số mặc định của cọ thì sẽ hơi khó để vẽ. Bạn cần chỉnh lại trước. Quan trọng nhất đó chính là chỉ số smoothing, độ mượt của nét cọ, bạn tăng lên là 100%. Opacity, độ trong mờ là 100% luôn. Bấm vào đây để chọn độ to của cọ. Càng to càng dễ vẽ nhưng sẽ bị thô. Theo mình thì nên để dưới 6 hay 7 thôi. Độ cứng của cọ, hardness, thì bạn chỉnh lại là 100% để có đường vẽ sắc nét. Giờ thì chọn layer vẽ ở trên cùng, bôi cọ theo các chi tiết có sẵn trên hình. Bởi vì bạn đã cài đặt lại cọ rồi nên bây giờ không có bản vẽ cảm ứng hay bút cảm ứng thì bạn vẫn có thể dùng chuột máy tính để vẽ khá là mượt mà. Thậm chí hiện giờ thì mình còn không có chuột để thao tác nữa mà đang vẽ bằng trackpad có sẵn trên MacBook, nhưng mình thấy cũng ổn. Chăm chút bôi cọ một lúc là các bạn đã viền xong hết bức tranh. Nếu có phần nào muốn chỉnh sửa lại thì bạn chọn cục gom để xóa rồi vẽ lại cho vừa ý. Vẽ xong rồi, giờ ta sẽ tô màu cho hình. Bấm phím tắt Ctrl Shift N để tạo layer mới. Đặt tên layer là màu. Nhớ là đặt layer màu này ở dưới layer hình vẽ nhé. Ở layer màu, chúng ta tiếp tục chọn brush để tô màu. Bạn chỉnh kích cỡ của cọ tăng lên để tô màu cho nhanh. Bạn có thể điều chỉnh lại smoothing tùy theo cảm nhận khi bạn tô màu bằng con chuột của bạn. Giờ bạn sẽ tô màu theo từng vùng. Để lấy màu của hình gốc thì bấm phím tắt Alt hoặc là chữ Y ngắn để xuất hiện ống hút màu. Lấy màu rồi thì bạn tiếp tục tô lần lượt từng vùng theo hình gốc bên dưới. Theo phong cách tối giản này thì mình sẽ không vẽ mặt. Với lại thực ra thì mình cũng không tự tin để vẽ ấy. Nếu các bạn khéo tay thì có thể vẽ lại nét cho mắt mũi miệng nha. Trong lúc tô màu, nếu có tô lem ra ngoài thì chỉ cần bấm phím tắt E để xóa đi phần lem, bấm phím tắt B để tô tiếp. Sau khi tô xong, tranh của bạn đã hoàn thành. Bạn có thể tô màu hay là đánh sáng tối ở một số vùng cho có chiều sâu hơn. Hoặc nếu bạn muốn tận dụng vài chi tiết khó vẽ hay là bề mặt chất liệu của hình gốc, chẳng hạn như là họa tiết của áo, thì trên hình gốc mình sẽ tạo một layer mask màu đen bằng cách nhấn giữ phím Alt và click chọn vào ký hiệu tạo layer mask. Chọn công cụ brush, kiểm tra ở đây xem có đúng là tô cọ trắng trên nền đen như thế này hay chưa. Chỉnh lại độ cứng và độ trong suốt của cọ thấp thôi để tô cho tự nhiên.
Rồi giờ bạn sẽ tô nhẹ lên để làm lộ ra các vùng và chi tiết muốn lấy từ hình gốc. Đã xong rồi, bạn chọn Layer, New Fill Layer để tạo nền màu, thêm vài yếu tố trang trí hay là chèn chữ ký vào. Còn không thì bạn cứ để nền trong suốt như thế. Chọn lưu dưới dạng PNG nền trong suốt, rồi dùng file này để ghép vào một khung hình nền bạn có sẵn chẳng hạn. Tiện thể thì mình cũng nói sơ qua cách thức thực hiện dành cho những bạn nào quen dùng công cụ Pen Tool để vẽ rồi. Bạn sẽ thực hiện với từng vùng màu riêng biệt. Ví dụ chấm chọn vùng tay áo này. Khi kết thúc thì chấm vào điểm bắt đầu để khép kín đường Pass. Bấm chuột phải chọn Make Selection. Bấm OK. Click vào công cụ chọn vùng Lasso. Rồi lại nhấn chuột phải chọn Layer via Copy. Bấm chuột phải vào layer mới được tạo, chọn Select Pixel. Rồi giờ bạn chỉ cần chọn công cụ Brush, lấy màu và tô lên thôi. Với cách này thì bạn tô thoải mái, không sợ bị lem vì ta đã xác định vùng rồi. Tô xong thì bấm Ctrl D để tắt chọn vùng. Cứ thế tiếp tục y như vậy để tô các vùng khác. Ở những vùng giao với vùng đã tô rồi thì bạn cứ chấm Pen Tool thoải mái luôn, vì khi tô màu lên nó cũng sẽ không bị lem vào vùng đã tô trước. Việc tô màu khi vẽ với Pen Tool thì nhanh hơn khi vẽ bằng brush. Nhưng nói chung dùng Pen Tool hay dùng brush thì cũng được cả, tùy theo công cụ nào bạn thành thạo hơn. Còn nếu bạn không dùng được cả hai và cũng không có Photoshop thì mình có lựa chọn khác rất thân thiện dành cho bạn, đó là PowerPoint. Mở PowerPoint lên, chèn hình mà bạn muốn vẽ vào. Bạn chọn Insert, Shape. Hai công cụ để bạn có thể chọn để vẽ là Freeform hoặc là Scribble. Công cụ Scribble thì cũng là dạng cỏ vẽ giống như công cụ Brush lúc nãy chúng ta thực hiện ở Photoshop vậy đó. Nhưng khi bạn vẽ các đường có điểm nối khép kín thì nó sẽ tạo thành một shape. Rồi bạn chỉ cần lấy ống hút màu, đổ màu theo hình gốc, đổi màu đường viền và độ dày viền. Nếu con chuột của bạn nhạy và bạn cảm thấy điều khiển được bút đi nét được tốt thì dùng công cụ Scribble sẽ cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng luôn. Tuy nhiên, cái bút của PowerPoint thì không tùy chỉnh được độ mượt như Photoshop, mà mình thì cũng không được khéo tay lắm, nên đối với cá nhân mình thì hơi khó vẽ đường viền. Nếu bạn cũng giống như mình, đã thử vẽ bằng Scribble rồi mà nét vẽ bị rung và không đều thì hãy dùng đến công cụ Freeform. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ với Freeform sao cho nhanh và hiệu quả luôn nha. Bạn chấm các điểm quanh viền của hình cần vẽ để tạo các đoạn thẳng men theo viền. Không cần chấm nhiều và tạo nhiều đường thẳng nhỏ quá đâu, đại khái thôi là được. Quay lại chấm vào điểm bắt đầu để khép kín nét vẽ và tạo thành shape. Mình đổ lại màu cho shape để dễ nhìn trước đã. Chọn màu đường viền là đen và giảm độ dày viền luôn. Để tinh chỉnh lại, bạn click chuột phải vào shape, chọn Edit Point. Bạn sẽ thấy các dấu vuông đen chính là các điểm bạn đã click chuột khi vẽ. Khi click vào mỗi điểm đen này sẽ có hai điểm màu trắng hai bên. Nó chính là các nút điều chỉnh độ cong cho đoạn thẳng nối giữa các điểm đen. Kéo và di chuyển điểm trắng sẽ thay đổi độ cong của các đoạn thẳng. Có thể dịch chuyển các điểm đen lại nếu khi vẽ bạn chấm bị lố. Hoặc là ở các đoạn vẽ bị gấp khúc, bạn có thể click chuột phải vào điểm đen và chọn Smooth Point để làm đường vẽ trở nên mềm mại và tự nhiên hơn. Rồi cứ như vậy tiếp tục bạn vẽ các chi tiết còn lại và đổ màu theo hình gốc. Mới lần đầu thì sẽ hơi lâu một chút, nhưng đã quen với thao tác rồi thì bạn sẽ vẽ rất nhanh thôi. Với những đường nét không khép kín, bạn có thể dùng Scribble hoặc là công cụ vẽ ở đây nếu như phiên bản PowerPoint của bạn có, để vẽ thêm các chi tiết, ví dụ như là đường gấp nếp quần áo, tay áo. Nếu bạn muốn tận dụng bề mặt chất liệu hay chi tiết của hình gốc bên dưới, chẳng hạn như là họa tiết trên áo thun, thì ở Shape đã tô màu, bạn click chuột phải chọn Format Shape. Ở mục Fill, giảm độ trong suốt của màu đi, chỉ cần giảm một chút xíu thôi để tự nhiên. Vì đã xóa nền sẵn từ đầu rồi nên giờ tranh vẽ đã xong, mình sẽ thêm nền hay hình trang trí hay chữ ký vào nữa là được. Để lưu lại hình đã vẽ trong PowerPoint thì có nhiều cách lắm. Dễ nhất là chụp lại màn hình nè, hoặc là chọn tất cả, bấm chuột phải chọn Save as Picture, hoặc là chọn Export và lưu cả slide dưới định dạng hình. Như vậy bạn thấy vẽ tranh bằng PowerPoint cũng không hề khó khăn gì. Dùng PowerPoint, Photoshop, Illustrator hay ứng dụng gì khác cũng được cả.
cũng không cần quá khéo tay, chỉ cần dành thời gian chăm chút một xíu thì đều sẽ có thể tự vẽ tranh từ hình của chính bạn hay vẽ tặng bạn bè người thân của bạn như một món quà ý nghĩa. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.